Thưa quý vị, vào lúc 4 giờ 10 phút sáng nay, tại vị trí cầu số 6 đường dẫn vào hầm Hải Vân thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, xe ô tô tải mang biển số 28C07419 do anh Nguyễn Văn Lâm, tỉnh Gia Lai điều khiển đi theo hướng từ Bắc vào Nam thì xảy ra tai nạn giao thông làm cabin của xe tải bị biến dạng, tài xế bị mắc kẹt bên trong. Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả xuất một xe cứu nạn cứu hộ đến ứng cứu, đồng thời Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ và Công an quận Ninh Chiểu xuất hai xe cứu nạn cứu hộ đến hiện trường. Sau khi xác định một người bị nạn là tài xế xe tải còn tỉnh, bị mắc kẹt, hai chân trong cabin bị biến dạng, Chỉ huy Cứu nạn Cứu hộ đã triển khai đội hình cứu nạn sự cố tai nạn giao thông, sử dụng thiết bị kích thủy lực để kích phần bị biến dạng của cabin lên, tạo khoảng trống để đưa người bị nạn ra ngoài. Sau khoảng 10 phút, người bị nạn đã được ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.